Quang xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi quay chợ hoa Sơn Long Xuyên.
chủ yếu là trồng nhiều, nay chủ yếu là chợ bông thì nhiều. Bên cầu dưới nào hôm kia ngày mai không? Chạy qua bên
người dưới mai mai phôi này. Mình chơi bên trái đây là khu vực bán chợ cây thông.